Alo, tôi nói đồng bào mình có nghe rõ không? Rồi ok, vậy thôi chúng ta sẽ trở lại với cả Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đi. Vậy trong 3 lần trước thì chúng ta giải phóng được miền Bắc rồi. Và bây giờ 3 lần này thì mình sẽ muốn là giải phóng được miền Nam đi cái. Việt Nam Cộng Hòa thực sự mân ra mà nói, nó chẳng là gì cả. Quân đội bọn nó thì tất nhiên rồi, là bọn nó có không quân là mạnh hơn mình một tí. Mình có một máy bay và bọn nó có 200 máy bay. Không sao cả, không sao không sao. Đợi mình chiếm xong miền Nam thì mình sẽ có máy bay ở đấy thôi. Thì quân đội của mình ý, thì tuy rằng là rất là đông và rất là khỏe, nhưng vấn đề rằng là gì? Là mình không hề có sức bộc phá nào cả. Tấn công qua khu vực này nó khá là hẹp ý, chỉ có một vị trí đây thôi, thì vậy nên rằng là chúng ta mới đang không thể nào mà tấn công được. Thì vậy nên là như kế hoạch của mình có nói cuối phát lần trước ý, là chúng ta hãy cùng mở rộng mặt trận ra và bằng cách là declare war với bọn Lào. Chi sa vang vong rồi ok lô rồi. Thì mình có chất sau go trước khoảng tầm là 150 ngày để lô trước cho đỡ mất thời gian nhé. Đây các bạn thấy ở đây nhìn rằng là Hà Nội là nó có rất nhiều nhà máy, à đâu, rất nhiều là cái pháo đài ở đây này, bởi vì rằng là người Pháp ngày xưa người ta xây ở đấy để bảo vệ đồng bằng. Tất nhiên rồi thì các bạn nhớ nhá, là mình nhớ là có cái gì nhỉ, có cái Delatre Line sao ấy, thì rằng là đấy là hệ thống phòng ngự của một ông tướng Delatre à, chẳng nhớ tên lắm. Thì ông đã xây dựng đồng bằng và đã ngăn chặn được quân đội của Việt Minh tấn công xuống khá là thành công nhỉ. Mày không hiểu sao là quân đội của bọn Trung Quốc lại đang làm gì đây, thì mình mới nhận ra rằng là hóa ra là mình đang có military access với cả bọn Trung Quốc. À mà cái bác đặt ra các đối lượng ấy thì rằng là có khi là bác cứ bảo rằng là chơi Triều Tiên ý hoặc là chơi Campuchia ấy, nhưng mà chơi Campuchia để xem là Kingdom of Cambodia thì chúng ta có cây gì không, Dissolve the National Assembly có cây. Xem nào, nếu bây giờ mình chơi Khmer Đỏ không, không xem ở đâu ấy mình chẳng biết lắm. Có lẽ rằng là ngày mai ấy, là mình sẽ chơi thử Triều Tiên nhé. Triều Tiên là mình sẽ muốn chơi như thử xem như nào và sau đó rằng là chúng ta tính sau này. Ok thì bây giờ rằng là mình sẽ declare war với bọn Lào thôi. Declare war cái này coi lại chẳng qua lắm cả đâu. Hoàng Văn Thái, anh hãy tấn công vào đây tăng tốc lên nhá, để aggressive đi, bởi vì là mình sẽ muốn là hạ gục Lào trước khi mà bọn Việt Nam Cộng Hòa có thể phản ứng được nhá. Thực sự đấy rằng là chúng ta sẽ cần phải hành động nhanh một chút. Chỉ hai cái và ở đây này. Hãy chia nhau ra, đúng rồi đấy, hãy chia nhau ra, hãy vào đây mà chiếm Viên Chăn cả thủ đô của nó đi. Chính ra là mình không hiểu tại sao là Viên Chăn nó có hai thành phố cơ, là Viên Chăn đây, Viên Chăn đây và Viên Chăn đây, là nghĩa là ba thành phố, nghĩa là nó còn to cả Hà Nội cơ đấy. Kiểu mình thấy là khó hiểu phải. Thì chính xác ra là mình hiểu, chả hiểu sao nhá, là cái bọn miền Nam Cộng Hòa ấy là nó không tràn quân sang bên này phòng thủ ấy, thì nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà yeah, whatever. Và luôn rang đi cái. Và đủ chưa? Đây, chắc vào nốt luôn rang kia là sẽ đủ đấy. Hồi trước người ta hay nói rằng là luôn rang như kiểu là Hà Nội ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, là Viên Chăn là thủ đô, còn luôn rang là thành phố lớn nhất của Lào ấy. Rồi, ok, chúng ta chiếm rồi. Bạn nào không biết ý, thì là mình hôm trước là mình có chơi thử và mình có đăng lên trên cái tab cộng đồng của mình ý, thì mình đã không biết rằng là nên là chúng ta nên là tính chiếm toàn bộ luôn hay là chúng ta thành lập một chính phủ phiên rộng. Thành lập lên cũng được ấy, nhưng mà mình nghĩ rằng là hay chiếm nhỉ. Hơi khó suy nghĩ một chút nhưng thôi cứ theo xe đi. Bởi vì bây giờ ban đầu ấy là mình sẽ muốn là có một nền tảng công nghiệp khá lớn ấy. Sau khi mình có của Lào nữa thì mình nghĩ rằng là không nhiều, nhưng mà có lẽ rằng là cũng sẽ khá là đủ đấy. Sửa chữa hết đi cái này. Sửa chữa cái mấy cái này cái gì ấy nhỉ? State infrastructure mình có chỉ có 3 nhà máy dân sự đấy không? Ở thôi rồi. Rồi ok. Đạo quân này bây giờ rằng là mình sẽ cần phải sửa lại vị trí đã này. Chia nhau ra. Cả hai là mặt trận ra đây này và Chia nhau ra. khi thôi sửa lại cái này này. Mình sẽ cho mặt trận của Field Marshal nhá, là tự vẽ mình cả hai quân sư đoàn này luôn này, và chúng ta sẽ tràn xuống này. Bên này là bây giờ ấy là nếu mà chúng ta cố gắng giữ vị trí quân đội của bọn Sài Gòn ở Khe Sanh thôi thì khả năng rất cao rằng là mình phải tóm gọn một phát chết sạch cái đám luôn, hoàn toàn luôn. Thì mình đang nghĩ là kiểu đấy, nhưng mà phải di chuyển nhanh cơ, với cả rằng là đạo quân này ấy, là sẽ cần phải cùng tấn công một lúc để mà giữ chặt bọn nó lại. The crushing of Kuomintang Islamic insurgency
là theo như mình tìm hiểu hồi trước ấy, là nó có một cái cuộc nổi dậy của quân đội của Kuomintang người hồi ở đây sao ấy. Đây này, bây giờ chúng ta sẽ cắt vào Đà Nẵng này, à, là cắt xuống bên dưới Đà Nẵng và Quảng Nam cái này, cắt luôn này, cắt luôn này, thôi cắt từ Huế đi nhá, cắt từ Huế đi, chúng ta sẽ chiếm lại thủ đô cũ nào. Rồi ok, ui đơn giản, toàn bộ quân đội của bọn Việt Nam Cộng Hòa bị tóm đây rồi, trừ sư đoàn này, thật là đáng tiếc nhưng mà chắc là cũng chẳng sao lắm nhỉ. Bây giờ là mình cần đi, thêm súng nghĩa là vậy này. Sau đó rằng là mình sẽ muốn là máy bay à? Có xe tăng không? Light tank này. Bởi vì khi mà chiếm Việt Nam Cộng Hòa thì mình sẽ chiếm luôn cả nền tảng quân đội với cả rằng là kiểu không quân hay là thủy binh với cả rằng là cái nền công nghiệp bọn nó ấy. Bảo vệ hết vào, quá chuẩn anh ơi, đầu hàng đây, đầu hàng đây. Bảo vệ nốt thôi chứ có gì đâu. Anh thì sẽ vào đây cắt luôn ra đây này. Bạn nào vào Quảng Nam ấy thì mình nghe kiểu cái chuyện nó nghe kiểu buồn vãi. Thề luôn rằng là cái mặt tiền, cái vị trí gì nhỉ? Cái đường đẹp nhất của trong Quảng Nam, cái chỗ Quảng Nam này vừa nãy mình vừa đi qua này, là người Trung Quốc mua hết sạch rồi. Mình nghe qua thấy cái cô sống ở đây, cô bảo là vậy, là họ mua hết sạch luôn rồi. Cái kiểu cái nhân dân điện tử, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, được khá là hay đấy. Chắc chắn là cái ông nào mà ông người Việt ông làm cái mod cái bản Việt Nam này chứ, là rõ. Tiêu diệt nó đi, khổ thế, cái bao vây làm gì cơ chứ lại. Bao nhiêu sư đoán? 164.000. Và bây giờ rằng là mình đã tóm hết sạch lính của bọn nó rồi, và bọn nó chỉ còn khoảng tầm 1 đến 2 sư đoàn thôi. Ok. Tóm nốt đi cái 1 đến 2 sư đoàn thì bây giờ mình mong cả 2 sư đoàn sẽ ở đây này. Và mình rất mong các bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ cái mình nhá. Like nhiều vào. Nhiều vào. Khổ đấy, tiêu diệt đi cái. Xem bao nhiêu nhá. Một sư đoàn này à? À thế ở đây còn mỗi sư đoàn này thôi này. Thì coi như rằng là mình đã tóm gọn luôn toàn bộ quân đội quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Nó gọi là gì nhỉ? Mình nhớ rằng là Army of Republic of Vietnam là quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ừ, chắc gọi là vậy. Xe tải là mình đã bị thiếu này. Ok. Có lẽ rằng là chúng ta hãy cùng băng băng lên con đường đi bao vây Sài Gòn tí nhá. Mình dừng lại lệnh nhỉ? Ok, bình tĩnh đã này. Thì bây giờ rằng là anh sẽ đi vòng qua đây này. Mình sẽ đi chơi Sài Gòn tí nhá. Để chơi miền Nam tí đã. À thôi, hay chiếm Sài Gòn luôn đi nhở. Khi chiếm luôn đi cho xong. Đạo quân này sẽ đi vòng xuống đây này. Đạo quân này sẽ vào Cam Ranh này. Đấy được chưa? Thôi là chụp cứ kệ đi, cứ chiếm Sài Gòn đi. Cái gì đấy? Reversal of the Protivolababa. Cho nhiều lắm. Rồi ok, Sài Gòn đã bị chiếm. Và quá là dễ luôn. Thực sự rằng là quân đội của Sài Gòn nó sẽ chỉ giữ được nếu mà bọn nó giữ được Khe Sanh thôi. Còn nếu mà các bạn mà tấn công vào Lào thì khả năng rất là cao là các bạn có thể thành công xử lý được. Và bây giờ rằng là chúng ta sẽ chiếm lại cả Hoàng Sa và Trường Sa mà không hề bị mất cái nào cả. Đơn giản thôi, bọn Trung Quốc chẳng làm gì mình bây giờ cả. Trung Quốc thì nó sẽ khá là mạnh, thực sự sẽ khá là mạnh, bởi vì rằng là bây giờ mình không biết số liệu của nó như nào ấy. Ngay cả trong khi mà mình chơi cái campaign Việt Nam vô địch lần trước ấy, là khi mà mình chiếm Ấn Độ rồi thì mình vẫn chưa hề đủ sức mà xử lý bọn nó. Thực sự luôn là mình chưa hề đủ sức. Thì vậy nên rằng là mình sẽ đợi bao giờ là mình tham gia phe khối Warsaw, khối phía đông cộng sản ấy. Còn bây giờ thì chúng ta có lẽ rằng là cũng nên declare war một chút chơi vui nhỉ. Sau đó rằng declare war với cả Thái Lan đi cái. Bọn này này, Việt Nam mình thường hay có câu nói rằng là kiểu những cái bọn này thường hay làm giàu trên cái chiến tranh ấy. Thì vậy nên là những cái bọn như kiểu là miền Nam Hàn, Hàn Quốc với cả là Thái Lan đồ kiểu với cả Singapore ấy, là bọn nó làm giàu trên chiến tranh Việt Nam. Và vậy nên rằng là khi mà chiến tranh Việt Nam kết thúc rồi thì bọn nó còn lâu mới giàu như thế. Rồi ôi, bây giờ mình làm cái gì nhỉ? Thực sự rằng là cái UI này nó nhìn nó làm sao ấy, mình chẳng nhìn ra cái gì cả. Thì không quân của mình ấy thì là mình có bao nhiêu máy bay đây, rằng là mình có thừa hưởng một số máy bay từ bọn Việt Nam Cộng Hòa kia xong. Làm sao máy bay này xuống phía Nam mình này.
Bởi vì ý, là cái mod này nó quá thiên vị là về Việt Nam ấy, là thực sự luôn ấy. Các bạn phải thấy rằng là Việt Nam mình là bay đi kìa. Quân đội giải phóng ấy là đáng lẽ sau khi mà kiểu chiến tranh xong ấy, kiểu giải phóng miền Bắc xong rồi ấy, thì là quân đội giải phóng sẽ giải tỏa một chút đi, chẳng hạn như kiểu Việt Cộng sư đoàn này này, mấy cái sư đoàn mà mình không dùng lắm ấy, về cả Việt Minh nữa và đủ kiểu, thì có lẽ rằng là đáng lẽ ra là nó phải giải tán đi. Tuy nhiên rằng là cái ông người làm ra cái mod này là ông ấy kiểu kệ mẹ cho quân đội đấy luôn, và thấy rằng là Việt Nam mình mới có sức mạnh để mà đi chinh phục cả thế giới được. What the fuck? People's Democratic Republic of Malaya, có nghĩa rằng là đây Cộng hòa nhân dân, à đâu? Cộng hòa dân chủ nhân dân Malaya. Wow, cái này mình không ngờ đấy. Ở đâu đấy? Có sự chống đối với chúng ta là đang ở đâu? Ok, miền Nam không có chống đối một chút nào cả. Tuy nhiên bên Lào chống đối khá là mạnh. À, mình nghĩ rằng là cái vấn đề là khi mà bản cập nhật mới nhất rồi ấy, là các bạn gần như là sẽ không thể nào chiếm được cả thế giới được cả, mà mình sẽ cho thành lập các chính phủ bù nhìn ra. Cũng hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà chúng ta cần thành lập thôi, bởi vì rằng là nó chống đối hơi nhiều. Marcus Brown á. The fuck. Đợi mình tí mình tra được Marcus Brown là gì nhá. Khó hiểu. Marcus Brown. Không biết. The fuck. Phát Passavon Pativat Lào. Ok, chẳng quan tâm lắm cả. Rồi có ngày chúng ta lập phiên dậu, thành một lập một liên minh giữa các quốc gia Đông Nam Á với cả Châu Á ở đây cái. Bao nhiêu ngày nữa nhỉ? 190 ngày nữa. Với cả Campuchia thì chúng ta trong khoảng tầm 130 ngày nữa. Thực sự rằng là rõ ràng bây giờ chúng ta không thể nào mà làm cái theo kiểu rằng là đi chiếm cả thế giới được, thì mình sẽ thành lập những cái chính phủ thân thiện Việt Nam trên thế giới. Mình sẽ muốn xử lý tàn dư của cái bọn này này, là tàn dư của cái bọn Quốc dân đảng. Nhưng mà phần này của Quốc dân đảng ấy là mình không hề hiểu rằng là bọn nó là thuộc về Myanmar hay là thuộc về bọn Trung nhỉ? Bởi vì nhớ rằng là trong wiki ấy, là mình đọc rằng là quân đội Quốc dân đảng nó chạy sang bên phía Myanmar. Thì cái phần này không thuộc Vân Nam đâu nhỉ? Không biết rằng là bao giờ bọn Trung Quốc đi xử lý. Vẽ là một trận đi cái này. Bây giờ rằng là Lào là phiên dậu của mình. Thoải mái thôi. What? Sao bọn Soviet là có 15,7% cơ? Preserve our independence. Chẳng hiểu điểm gì lắm. Nhưng mà mình bị thừa cái điểm political power point ấy. Thì mình cứ mua thôi cái. Launch anti-agricultural modernization. Bắt đầu công cuộc là hiện đại hóa nông nghiệp. Bây giờ hiện tại rằng là mình có 28 trên 36 à? Có nghĩa là sao? Nghĩa rằng là mình có đủ lương thực để mà mình xuất khẩu được à? Kinh! GDP Việt Nam năm 2 55 tỷ đấy. Được đấy. Được 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 được. Mình khá thích ấy. Đây sẽ tăng Việt Nam này. Nó cờ Việt Nam thì không hiểu là đây rõ ràng là cái ông đúng không? Đây cờ Việt Nam đúng không? Chẳng rõ lắm. Mà cũng hơi buồn rằng là chúng ta không có sự kiện để mà làm cái kiểu rằng là đâu nhỉ? Ở Vietnamese Great Lift Forward à? Đâu nhỉ? Không có đúng không? Là mình không có sự kiện để mà biến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trở thành là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ấy. Mình không rõ cái cờ lắm, nhưng mà mình nhớ rằng cờ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nó sẽ kiểu cái sao nó béo hơn một tí. Hôm trước mình vừa xem cái ảnh này xong mà mình thấy kiểu wow, bây giờ mình biết là cái cờ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nó béo hơn thế đấy. Bác cứ tra Google xem là cờ ngày xưa miền Bắc nói chung nó béo vãi cái đấy. Thực sự rằng là chúng ta có nên là làm cải cách giữa đất hay không? Bây giờ rằng là establish a consumer industry là chúng ta sẽ tạo ra một cái nền công nghiệp tiêu thụ à? Không, công nghiệp này như kiểu tư bản là nền kinh tế thị trường theo xu hướng xã hội chủ nghĩa sao ấy, nó cũng tầm tầm kiểu đấy. Underway reconstruction, review the damages. Vãi là cứ bây giờ mình làm phải làm cái này nhá, là the land rent reduction campaign, là chúng ta xử lý về vấn đề rằng là cái ruộng đất này. Thì sau khi mà chúng ta xử lý xong, bắt đầu là thực hiện cách mạng ruộng đất xong, thì sau đó rằng là chúng ta sẽ làm the rectification campaign, có nghĩa là cái chiến dịch là sửa chữa lại ấy.
là sẽ thả ra tù tù nhân là những cái chuối đất này, rồi trả lại những cái tài sản mà đã bị thu giữ một cách là trái phép này, với cả là political indoctrination, cái này mình không rõ là gì lắm. Reclassification of the peasants, rehabilitate the falsely accused. Nói chung rằng là cái này nó kiểu gì ấy? À đâu, không, cái này bên này nhỉ. Rồi ok, chúng ta sẽ chiếm Siem Reap để chúng ta đi bơi ấy. Siem Reap theo như mình nhớ rằng là một cái cảng với cả bơi đấy khá là đẹp. Nhưng mình chưa bao giờ đi Campuchia cả. Có airlines mình gọi cả Lào vào đi này. Mình sẽ mang cộng sản đến các quốc gia trên thế giới. Nhưng mà chắc là chỉ mang đến khoảng tầm là tối đa là đến châu Âu thôi nhỉ. Bởi vì như lần trước mình chơi ấy, bạn nào không nhớ là lần trước mình chơi là chúng ta đã đến đâu nhỉ? Chia nhau ra. Declare đã này. Trong lúc đó chúng ta hãy cùng đi chơi sang bên này này. Lần trước mình declare war là mình tấn công đến bọn Yugoslavia được. Hình như tấn công ở Ý nữa hay sao ấy. Ý với cả là Pháp và đủ kiểu. Nói chung là cũng khá là căng. Đơn giản thôi các bạn ạ, à, đơn giản thôi. Bây giờ rằng là chúng ta sẽ vượt sông Mekong mà đi vào Phnom Penh này đi. Chiếm. Sắp chưa? À, Siem Reap ở đây à? Nhầm đấy, nhầm đấy. Có khi là ấy, khi mà mình chiếm ở Thái Lan ấy, là mình sẽ muốn là cho tha mấy mảnh đất của Thái Lan cho Campuchia cả Lào nhỉ? Bởi mình muốn thấy rằng là cái mảnh đất của người Lào và Campuchia trả lại người ta. Increase workers quality of life. Thử xem như nào. Chia nhau ra. Nói chung rằng là nó còn phụ thuộc vào cái kiểu là nó đẹp hay không ấy. Bên này là state owner là của Thái Lan. Nó không tách ra được đúng không? Thế thì cái này có lẽ rằng là chúng ta không chia được đâu. Canh tung. À, bọn này nó thông đồng với bọn người Thái luôn. Bọn người Thái này dám là khốn nạn đấy. Rồi ok, vào hết đi, chiếm đi. Sihanouk à? Đã xong. Rồi ok, Trung Quốc declare war ở Tây Tạng. Pháp hết đi cái. Đỡ mất thời gian này. Done. People's Republic Cambodia, Pennsylvania là ai? Không rõ lắm, nhưng mà nhìn trông đẹp trai phết đấy nhỉ. Trong ảnh này mình thấy trông đẹp trai phết. The Royal Cambodian Armed Force. Và bây giờ rằng là chúng ta sẽ dàn quân sang mặt trận bên phía là của Thái Lan thôi. Và mình nghĩ sẽ declare war với ai nhỉ? Republic of the United States of Indonesia. Thì mình cũng muốn declare war thử với các bọn Indonesia, nhưng mà vấn đề rằng là chúng ta không hề có thủy binh. Trong tương lai nhé, trong tương lai khi nào mình chiếm được khoảng tầm là Myanmar với cả Thái Lan thì lúc ấy mình sẽ có đủ cảng để mà có thể rằng là sản xuất ra một đạo thủy binh gì đó. Như bây giờ rằng là mình phải làm cái gì nhỉ? Đâu rồi nhỉ? The People's Army of Vietnam thì mình sẽ làm The People's Vietnam People's Navy này. Nên sẽ có cái building slot là expand dock yard này với cả coastal fortification thì không cần lắm. What the fuck? Vũ khí mình có thiếu nhỉ? Không thiếu, 47.000. Mình thế ấy, là trong cái mod này nó buff Việt Nam rất là quá đà luôn. Thế ấy, là kiểu các bạn làm sự kiện trong này là các bạn phải cho khoảng tầm 25.000 vũ khí gì đó rồi. Khoảng tầm 50.000 trong tổng thể cả cây này. À đâu bên này chứ nhỉ? Ở bên này là mình đã có khoảng tầm là 50.000 vũ khí rồi. Và sau đó rằng là khi mà mình làm cái The Vietnam People Grand Force thì chúng ta sẽ có thêm khoảng tầm là bao nhiêu? 50.000 vũ khí, thực sự 50.000 vũ khí cùng với đó là hàng trăm cái đại bác đủ kiểu luôn thì nó mới gọi là pro vãi. Có lẽ sau khi mình xử lý Thái Lan thì mình sẽ xử lý cái bọn quân đội của bọn Yunnan này nhé. Declare war cái này. Call Allies thôi. Declare war và chúng ta cùng tiêu diệt Thái rúi nào. Thái rúi thực ra có bao nhiêu sư đoàn? Không biết. Chẳng quan tâm gì cả bởi vì Việt Nam mình phía cùng là quá mạnh rồi. Đơn giản là vậy thôi. Ơ, chưa gọi bọn này vào à? Thế call all vào đi. Vái đi, vái đi, vái đi. Triển phát nào. Chia nhau ra. Tuy nhiên là cái vấn đề về vũ khí của mình nó bị khá là thiếu đấy. Chia nhau ra. Vào Bangkok đi, mất thời gian ấy. Rồi ok này, có lẽ rằng là bây giờ là mình sẽ cần phải làm Obey by the old code. Thôi có lẽ rằng là cải cách vận đất đi nhá. Mình cũng chưa cần phải làm cái này đâu. Bởi vì cây này ấy, là chúng ta nếu mà làm cây này thì mình sẽ
là đi kiểu giải phóng miền Nam ấy. Thì tuy nhiên rằng là gì, chúng ta giải phóng sẵn rồi thì vậy nên rằng là mình không có việc gì phải vội vội vàng phải làm lắm nhá. Tấn công ở Bangkok đi coi. Mình nghe qua rằng là biển Thái Lan rất là đẹp đấy. Mình mang các anh hùng Việt Nam đến đây để tắm biển tí. Bangkok xong rồi. Đấy có cảng Phi Đông Nhát này. Thì bây giờ rằng là chúng ta sẽ làm convoy nhá. Convoy với cả rằng là một cái basic submarine medium hull à. Ha. Mình chẳng làm cái nào cả bởi vì rằng là mình bị thiếu cái gì ấy. Không hiểu lắm. Thực sự rằng là mình không cần dùng không quân ý. Kiểu nó chẳng cần thiết lắm ý. Số hát dài cái này. Bao vây về tiêu diệt. Bay bay Mỹ ở trên trời. Máy bay Việt Nam ở trên trời. Từ từ triển khai máy bay Việt Nam cái nào. Bay ra đây. Bay sang bên này cái. Triển khai đây cái. Có không quân này. Yak ba này. Đấy. Quá dễ luôn. Bây giờ thay vì rằng là máy bay Mỹ trên trời, chúng ta sẽ có là máy bay Việt Nam ở trên trời. Cắt vào đây này. Chúng ta sẽ vòng xuống đây này. Và sau đó là chiếm hát dài cái này. Nói chung là phe nào mà chơi Việt Nam cái là hơi bị pro luôn. Vãi ở quân đội sư đoàn của bọn Thái Lan vẫn còn khá là nhiều đây nhỉ. Tuy nhiên rằng là có vị trí này mà nó đứng chặn đây này. Hơi căng một chút. Nếu bây giờ mình chiếm hết sạch trên này thì sao nhỉ? Vào hết luôn đi, sợ cái gì nữa. Cắt vào đây này. Bởi cái vị trí này nó hơi bị hẹp quá, mình hơi sợ một chút. Cắt vào đây này. 123 tỷ rồi. Ui dồi ôi. GDP Việt Nam xịn phết đấy. Thề luôn là trong thời kỳ này 123 tỷ. Đúng không? Tỷ đúng không? Là hơi bị pro luôn. Thì vậy nên rằng là chúng ta cần phải tự hào rằng là Việt Nam mình khá là giàu. Sau đó rằng là mình sẽ declare war của bọn Myanmar nhỉ. Bọn này cũng là theo chủ nghĩa xã hội thì. Hay là xuống phía Nam rồi nhỉ. Mình xuống phía Nam mình chơi một tí cái. Ừ, tại sao không? Mình chưa bao giờ declare war với cả bọn Malaysia cả. Mình thấy mình chưa bao giờ declare war cả. Mà vậy nên rằng là mình muốn declare war thử một lần xem như nào. Biết đâu được. Quân đội của bọn chết tiệt. Quân dân đảng Trung Hoa Dân Quốc ở đây này. Mãi về sau mình biết rằng là quân đội của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là mới xử lý quân đội bọn này ở đây cơ. Mình không biết bao giờ nhưng mà sẽ xử lý thôi. Còn lại bây giờ chúng ta cứ đi quan tâm việc khác đi kìa đã. Terrorize landlords. Wow. Lấy đàn áp những cái người lãnh người chủ đất ấy. Khổ thế cơ, xử lý cho xong đi cái nào. Mất thời gian đấy. Toàn bộ phía bắc của người Thái đã sụp đổ rồi mà bây giờ vẫn chưa đầu hàng luôn thì mới tài đấy. Thực sự là tài thật. Thực ra là người Thái có thuyền không nhỉ? Thì mình sẽ muốn rằng là mình lấy thuyền bọn nó ấy. À đâu, ở dưới này chứ nhỉ? Thuyền, không biết. Hiện tại rằng là chúng ta gần hết sạch xe tăng rồi ấy. Thì cũng hơi đáng buồn một chút nhưng mà cũng phải hết rồi nhỉ? Mình có thể chiêu mộ mấy cái bọn lính thuê được ấy. Tuy nhiên rằng là chiêu mộ thì cũng khá là dễ, 1.000 điểm mình sẽ có được thôi. Tuy nhiên rằng là mình không phải là một quốc gia theo chủ nghĩa. À đây này, High Mercenaries. Không, chúng ta cần phải theo chủ nghĩa Mao hoặc là dân chủ và đủ kiểu. Hãy chia nhau ra. Ánh sáng cơ giới hóa bộ binh. Thành lập chính quyền bổ nhìn cái này. Mình muốn thử nhưng mình sợ rằng là bọn này nó khá là mạnh ý. Mình muốn sống chơi Singapore gì nhưng mà Singapore là thuộc về người Anh đúng không? Tại sao người Anh vẫn kiểm soát mấy khu vực này? Khó hiểu đấy. Khoảng tầm là một nửa sư đoàn này có khi là mình sẽ điều động xuống phía Nam này. Đấy. Sẽ điều quân ở khu vực phía Malaya này. Và sau đó rằng là một nửa còn lại sẽ điều quân lên phía là Myanmar. Không biết rằng là có đủ không? Mình sẽ để xuống là Balance Manner đi cái. Bởi vì aggressive thì nó dễ chết nhiều người với cả rằng là chúng ta sẽ mất khá là nhiều vũ khí. Đài Bắc.
cuộc chiến này khá là mất thời gian nhỉ, nhưng mình nghĩ rằng là khả năng cao ấy là cái bọn Hàn Quốc là sẽ thắng rồi đấy. Thì vậy nên rằng là cũng khá là buồn. Trung Quốc tham chiến rồi vào rồi ấy mà cũng chả làm được cái gì cả. Cancel the military access. Chúng ta sẽ đuổi bọn này ra khỏi Việt Nam cái nào. Không cho vào đấy. Tao không cho mày đấy. Mày làm được gì tao? Rajin Son Bong. Nhưng mình nghĩ rằng là nếu mà cái này nó kéo dài quá lâu ấy thì khả năng cao là cuộc chiến này sẽ kết thúc luôn ấy. Bởi vì thường là trong các game ấy, trong các mod ấy thì là nếu mà một cuộc chiến kéo dài quá lâu như kiểu chiến tranh Triều Tiên ấy, mà nếu như mà kéo dài khoảng tầm năm 1955 chẳng hạn hay 1954 ấy thì rằng là cuộc chiến này sẽ tự động kết thúc luôn. Và như thế rằng là nó sẽ cắt một cái vị trí ở đó như kiểu là vị trí ban đầu là cái đường Mỹ Tuyến hay chăng, hoặc rằng là sẽ như cái lịch sử thật ấy. Rồi. Ok, Mobile Defenses cho mình Integrated Support 2,41 triệu người. Wow. Được đấy. Bao lâu nữa mà xong mình nhỉ? Tuy rằng là chúng ta là một đại. Bây giờ là hai mục tiêu của mình bây giờ là đều là theo chủ nghĩa xã hội ấy. Đây là theo chủ nghĩa Mác Lênin này, theo chủ nghĩa xã hội đây này. Pasapala. Chả yêu lắm. Tại sao lại ghét mình như thế? Generated world tension. Việt Nam mình là chính là một trong những yếu tố gây ra world tension khá là nhiều đấy nhở, nhiều vãi thề, rất nhiều đấy nhở. Mình mới declare khoảng tầm 3 quốc gia mà cũng khá là buồn đấy, hơi xin lỗi một tí, xin lỗi nhưng mà tôi phải làm thế các anh ạ. Một trong số 4 tỷ mình không hiểu sao ấy mà sao nhiều thế nhở. Kiểu Việt Nam mình nếu mà như bây giờ ấy là coi như rằng là thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình rồi đấy. Thực sự luôn ấy là thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Và hóa ra rằng là cái cờ của cái bọn Myanmar là giống như cái của bọn Quốc dân Đảng, thì vậy nên hóa ra là vừa nãy mình nhầm. Có bọn này sao? Tại sao lại có cái cờ của cái bọn Hồi đấy? Northern Thailand. Ba cùng nhau chưa nghe cái đấy bao giờ. Rồi ok cùng đợi nào. Có lẽ rằng là đánh nhau cả bọn Myanmar Mã Lai nó sẽ hơi khó chịu một chút ấy, thì bây giờ rằng là nếu có bay xuống đây đâu bay được. Rồi ok để bay xuống đây cái đi này. Lực lượng không quân mình bay xuống đây này, có 200 cái thế này thì có lẽ rằng là sẽ hơi mệt một chút này. Bọn Thái có lực lượng không quân khá là ghê ấy nhở. Các bạn nhìn đây rằng là rõ ràng là lực lượng không quân của mình nó bị bắn chết bớt rồi hay sao ấy. Thì vậy nên rằng là thôi rồi ok. Xuống Mã Lai tắm biển. Vãi cứt. Có lẽ rằng là cũng hơi căng đấy, nhưng mà thôi rồi cứ thử đi đã nhá. Lưu trước đã này. Lưu trước cái đã. Cái gì đây? War support. Rồi ok. Declare war. Call allies. Call to arm, mình sẽ gọi bọn Thái Lan rồi nhá. Để xem bọn này có tấn công mình hay không. Tấn công được, ok, triển khai đi, triển khai, triển khai, triển khai, triển khai. Mình không ngờ rằng là sư đoàn của bọn Mã Lai yếu như thế. Chắc rằng là quân đội không chính quy nhỉ. Với cả mình tưởng rằng là cái quân đội cộng sản ở phía Malaya là theo chủ nghĩa của Mao ấy nhỉ. Chứ không phải theo chủ nghĩa Mác Lênin đâu. Vào đây anh ơi, vào đây, vào đây, vào đây. Cua tàn, cua tàn. Một trăm bảy bảy tỷ, 191 tỷ. Ở Colombo chưa phải thủ đô của người Mã Lai à? Nói chung rằng là một trong mục tiêu mà mình muốn chiếm ý, thì lần trước là mình chưa chiếm quốc gia nào nhỉ? Lần trước là mình chưa chiếm Malaysia này, với cả rằng Indonesia này, bọn Australia thì mình chỉ sợ rằng là mình declare war cả người Anh thôi, nên rằng là mình không có đủ sức lắm. Khiếp, Việt Nam mình ban phát cộng sản nhiều quốc gia quá. Chiếm Colombo, chiếm luôn, chiếm luôn, chiếm luôn, chiếm luôn, chiếm luôn. Đợi mất thời gian này. Chiếm luôn cái này. Vào đi anh ơi, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. The three together system. Establish the tribunals. Là đi phán xử. Rồi ok, chúng ta gần như là chiến thắng rồi đấy. Johor Bahru.
Boom, xong rồi. Mình sẽ không chiếm nhá, thực sự rằng là mình sẽ không chiếm, thì tuy nhiên rằng là mình sẽ muốn chiếm mảnh đất này nhỉ. Thôi rồi, cứ thành lập đi cái nhỉ. Satellite Puppet. Satellite và Puppet nó khác nhau gì cái gì nhỉ? Mình không hiểu lắm. Install friendly regime turning it to Puppet state. Khác với nhau đâu nhỉ? Collaborationist government. Thôi kệ đi vậy. Chúng ta thành lập khiếp toàn màu đỏ. Cờ giống nhau hết à? Cờ Liên Xô này. Cờ cũng Liên Xô nốt. Này không hề có một cái kiểu original nào cả nhỉ. Khá đáng buồn đấy. Còn Lào vẫn thế thôi, chẳng có gì lắm cả đâu. Thì bây giờ lên đây nốt đi. Thì có lẽ rằng là mình sẽ muốn là chiếm nốt Myanmar trước khi mà chúng ta kết thúc cái lần này. Không biết rằng là Ấn Độ có bao nhiêu lính nhỉ? Có lẽ rằng là chúng ta... Mình sẽ muốn thành lập cái Intelligence Agency. Tuy nhiên rằng là mình không hề có đủ nhà máy. Thực sự luôn là mình có khoảng tầm là bao nhiêu nhà máy đang sử dụng? 11. Rồi ok, 11 thì 11. Sửa chữa bọn này cái này. Rồi ok, declare war của bọn Myanmar thôi. Anh ơi, anh hãy về với phe em nào. Declare war, call allies. Mình sẽ gọi hết tất cả mọi thứ vào. Không biết rằng là bọn này có sư đoàn nào chưa nhỉ? Xem nào. Chưa có. Một sư đoàn. Không có. Nghèo hết cả đứa. Gói vào chưa? Call to arms, Vietnamese Burmese war. Rồi ok, triển khai cái này. Bộ binh của mình thì sẽ declare war, tấn công. Triển khai. Bây giờ rằng là đâm thẳng vào Rangoon này. Hình như rằng là Myanmar là rời đô rồi nhỉ? Rời đô xong lại quay lại Rangoon tiếp hay sao ấy? Mà đổi sang là Yangoon ấy cái gì ấy, mình chẳng nhớ lắm. Rồi ok, xong chưa? Thắng chưa? Lại bị lỗi rồi. Current war thế nào? Vietnamese Burmese war. Sao cuộc chiến mất thời gian đấy nhỉ? Mãi chưa xong được. Mà quân đội của... Khiếp. Nó phải gọi là có rất nhiều quân đội hỗ trợ từ khắp nơi trên thế giới ý. Là như kiểu của Mỹ, xong rồi là châu Phi, xong rồi rằng là New Zealand đủ kiểu. Cả người Nhật nữa nhỉ? State of Japan. Nói chung rằng là trong phát lần sau chúng ta sẽ làm Triều Tiên nhé. Triều Tiên, còn Việt Nam mình thì mình nghĩ rằng là chưa việc gì phải làm tiếp bắt ba vội. Bởi vì sẽ cần phải nghĩ xem tấn công ở đâu đã nhé. Sẽ cần phải nghĩ xem. Sao này? Mình bị ai declare war à? Không. Không sao lắm cả. Rồi ok, kệ đi. Chính ra là một ngày đó là mình sẽ rất muốn declare war thử cái bọn Soviet ý. Tuy nhiên rằng là bọn nó cũng khá là mạnh. Như kiểu lần trước rằng là chúng ta declare war cả Mỹ rồi. Declare war rồi ý. Thì tuy nhiên rằng là... Đầu tiên là gì? Nó lag quá. Và thứ hai là gì? Mỹ nó mạnh quá. Bởi vì rằng là mình đã mất rất là nhiều thời gian ý để mà tấn công cả Mỹ với cả Canada. Để mà từ Việt Nam mình mà di chuyển qua cả chỗ này và đến cả Trung Quốc nữa, và sau tấn công vào Canada rồi sau đó rằng là tấn công vào Mỹ, thì các bạn nghĩ là tầm bao nhiêu năm? Là mình chơi khoảng tầm là 20 năm. Thì vậy nên là trong 20 năm đấy, người Mỹ rằng là họ đã spend rất nhiều sư đoàn luôn ý. Mình sau đó rằng là chúng ta không thể nào bộc phá qua được, bởi vì rằng là mình chỉ có kiểu số lượng thôi ý. Mà bây giờ rằng là nhất là khi mà Mỹ có cả số lượng và chất lượng ý, thì vậy nên rằng là hơi căng một chút. Sau đó rằng là gì nhỉ? Mọi người ấn này mình sợ rằng là nó hơi mạnh quá. Thì tuy nhiên rằng là chúng ta nếu mà giữ theo thế phòng thủ ý, là chặn cái ở biên giới này, thì mình nghĩ rằng là sẽ phòng thủ trước người Ấn Độ được. Dám bao vây tao à? Manalay chiếm đi coi. 231 tỷ rồi. Hình như rằng là nếu mà coi như là tính số GDP cũ Việt Nam, thì bây giờ là Việt Nam mình là ngang theo kiểu cái tính số GDP này là nó ngang theo bây giờ luôn rồi. Là hơi điêu một tí. Điêu vãi. Thề. Tăng trưởng là 13,5 tỷ GDP trong vòng bao lâu? Mình không nghĩ trong một năm đâu, mà mình nghĩ rằng là trong khoảng tầm là 2-3 tháng ngày đó, là rằng là mình tăng trưởng khoảng tầm 13,5 tỷ. Nghĩ là một con số là gọi là khủng bố luôn ý. Giàu có vãi các bạn ơi. Union of Burma. Puppet đi cái. Cái gì đấy? Tại sao cái này thuộc về mình? Đợi mình tí nào. Xem nào. Occupy territories. Tại sao rằng là mình giữ cái này? Shan trả lại đi cái này.
sau đó rằng là cái tỉnh này thì là mình muốn declare war thử. Nhưng mà thôi, có lẽ rằng là hôm nay là chúng ta đã declare war với khá là nhiều người đấy, thì mình sẽ nghĩ xem là tương lai rằng là chúng ta sẽ declare war với ai. Thì mình đang nghĩ như kiểu rằng là Ấn Độ, Pakistan thì nó đang thuộc về người Anh ấy, thì vậy nên rằng là chúng ta vẫn chưa sẵn sàng mà xử lý được. Ấn Độ thì mình nghĩ rằng là chúng ta nếu mà phòng thủ được, nếu phòng thủ được nhá, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ làm được. Ok không? Mình sẽ xem như thế nào trong tương lai. Còn bây giờ rằng là chúng ta sẽ dừng tại đây nhá. Vậy thì what the fuck? The fuck? Một mảnh bên này và một mảnh bên này. Thực sự rằng là mình thấy nó kỳ lạ một chút đấy. Rồi ok, bye bye. Nhớ like và subscribe nhé.